mày có bỏ ăn cho mày đi ra làm thì phải tặng cái nhà này, thì em mày không phải lo chỗ ăn chỗ ở nữa, với cả không phải vướng gì cái nhà này kia nữa. Nhưng mà nhà này là chưa hoàn thiện xong, nếu mà hoàn thiện xong thì mất vài trăm triệu nữa đưa. Còn thiếu cánh cửa mới sơn súng các kiểu nữa, điều hòa các kiểu nữa. Mày mày có ăn phải cái gì tự nhiên mày tốt với tao? Tao là tao chỉ muốn là mày bỏ thằng chồng mày đi theo tao đấy thôi. Tao không, mày muốn, tao không muốn mày về ở với thằng chồng mày khổ sở đấy nữa không? Chị Nhi không đồng ý mày, bạn độ thằng đập chết mẹ thằng chồng Nhi. Mày làm gì nhá? Mày làm gì đấy? À, chào các bạn đã quay trở lại video mới nhất của đội mèo. Đấy anh em ạ, thì sau lưng mình đây chính là căn nhà mình mới xây anh em ạ. Đấy, anh em nhìn đẹp không? Đi nhìn đẹp không đi? Nhà to vãi, nhà độ xây bao giờ đấy? Chất nhờ? Đẹp không? Đẹp nhưng mà chưa xây xong đúng không? Chưa xây xong, nếu mà hoàn thiện nữa cũng phải tầm rơi vào tầm 1.5 tỷ. Chưa tính sơn nữa. Cười như cơ. Nhưng mà đùa đấy anh em ạ. Đây là nhà của bác mình xây, chứ mình làm gì có tiền xây đâu, mới ở bãi rác về làm gì có tiền xây đâu. Nhưng mà nó phét. Hôm nay bạn quyết định chôn con Nhi đi. Nhưng mà chôn cái gì? Ở đây nhà bạn xây tặng nó. Chết rồi. Thế? Đúng không, nó bị đá vào nhà đấy. Thôi, thử xem chị Nhi có phải lại hãm tiền đúng không? Còn đây bạn có vẻ hãm tiền đấy. Hãm lắm. Mặt hãm đúng không? Ừ, hôm nọ mình bụng chắc là phải. Phải hãm tiền, kinh lắm. Mà tự nhiên bỏ độ với thằng Hậu để đi theo chồng giàu luôn. Đấy, thằng chồng này ra đấy. Anh em ạ, Nhi là bỏ mình với họ là đi theo đằng chồng vậy ra nên hôm nay mình mới quyết định là mình cử lòng Nhi là mình xem phản ứng của Nhi xem khi biết là mình đang xây căn nhà này mình tặng cho Nhi anh em nhá. Nên là giờ bạn đi sang gọi Nhi sang thế nào nhá. Ừ, sang gọi chị Nhi sang đây đi. Đi. Hôm nay làm video chôn chị Nhi đúng không? Chôn nó thôi. Chứ bạn làm gì có tiền mà xây nhà đâu. Đấy, thì hôm nay mình quyết định mình sẽ chôn Nhi và xem Nhi có bỏ chồng để theo mình không, bởi vì mình sẽ xây cái căn nhà hơn tỷ cơ. Đi. Xem chị Nhi có phải loại hãm tiền không đúng nhá. Bởi vì bạn vừa đẹp trai vừa phong độ mà. Lại còn ngầu, cun ngầu á. Tóc 3 ngày không gội hiểu không? Áo 4 ngày không thay. Đâu 6 ngày. Con xin thì thôi nói nữa. Xin bằng liên tục kìa. Đấy, nè hôm nay mình quyết định chôn thôi. Nhi ơi. Nhi ơi, ra là bỏ đi. Ra nói chuyện đi. Ra nói chuyện đi. Tao có món quà tao tặng mày. Thật. Thì tao không tin. Thì đó thôi, tao không tặng thằng chồng mày đâu. Thật. Mày đã nói tao đi đâu hả? Không, hôm nay tao có quà tặng mày thật lợt. Đi. Đúng cái gì? Khói đi. Đi đâu? Tao tặng quà cho mày, mày hỏi đi thì biết. Chị cứ đi ra khỏi nhà, bọn em không vào đây được. Vào đây này, tao nhìn thằng chồng mày tao lại tấn ra được. Chồng y như nhìn ngứa mắt lắm. Mấy hôm nay mắt rồi, hôm nay tao vui tính, không làm gì đâu. Thì thức đi. Đi nhanh. Quà lớn lắm tao không cầm đi đây được. Thật, quà lớn tao không cầm đi được. Nên là mày đi theo tao. Yên tâm, tao không bắt cóc mày đâu. Đi. Không cho mày ăn một quả. Làm gì? Yên tâm, tặng quà cho mày, quà đẹp lắm. Quà đéo này. Quà đéo này. Tao tặng quà này cho mày, mày sẽ phải suy nghĩ lại vấn đề là mày theo tao hay theo thằng chồng mày. Mày làm mơ. Thế mày vẫn theo thằng chồng mày đi. Theo ai vậy? Tao mà tặng quà cho mày xong ấy là mày bị phố ăn xong mày thì đi theo tao luôn, tao tha. Cái loại mày nghèo chó ở trên dân cát tút có cái đéo gì? Mày đi thì biết, quà tao lớn lắm. Độ nó mới phất, mới xây được cái nhà chứ nhỉ. Mới xây cái nhà, tặng mày cái nhà, tin không? Ôi đéo tin. Tao tha, nhà to lắm. Cái mồm của mày ấy, tao đi cái mồm mày tao cả đất ăn đi, tao đi theo tao biết, nhà của tao mà, tao mới xây. Đây là bố mày đéo về đây này. Đi vào đây. Thì vào đây cái quần gì? Có lẽ là bật cạch nhỉ? Nhà hàng Đỗ nó mới xây nhỉ? Nhà nó mới xây mà. Quần gì? Đi vào đây anh. Tao không thiếu tiền, thiếu gì đâu. Cái nhà này em cho nó vay 300 triệu nó xây. Chị nhỉ? 3 triệu của mái này. Không được nhà nó xây được đâu mái. Vay đi 300 triệu rồi tao xây nhỉ? Không đi. Nhà mấy gian cơ, rộng lắm chứ nhỉ? Nhà 2 gian á. Đây là phòng ngủ nhá. Phòng ngủ nào thiết kế như của sở thủy sản đi đấy. Cao. Bố công ty.
tin ta. Đây cũng là một phòng ngủ nữa. Đúng rồi, đây, đây là phòng ngủ. Thấy chưa, đẹp không? Nhìn tao bảo mày quá chồng mày, mày theo tao luôn. Quá chồng mày theo tao. Rồi, không tin được. Mày biết biết nhà tao xây. Chị? Mày xây gì anh? Xây cho mày, tao tặng mày đấy. Rồi chị Nhi, bố hàng chồng hình độ nó xây như đúng. Nhà này. Mày quá chồng tao tặng mày cái nhà này luôn. Tự nhiên tao mày không là gì mày xây nhà tận tao nghe, mày xây sai. Nhưng mà giờ độ nó muốn tốt rồi chị Nhi. Tao là tao không muốn mày ở với thằng chồng mày. Đó. Bây giờ là tao muốn mày với thằng Thắng có một chỗ để ở. Tao xây cho mày cái nhà này. Bây giờ chị Nhi chỉ cần bỏ thằng chồng đi thôi. Chị Nhi mình thắng về để ở thằng độ. Mày cứ bỏ thằng chồng đi, tao tặng mày cái nhà này luôn. Tao tha. Chị Nhi cứ tính kỹ đi. Tao mà sai thì ngày mai trời nắng. Mày bỏ thằng chồng mày đi ra lao thì tao tặng cái nhà này. Chị em mày không phải lo chỗ ăn chỗ ở nữa, với cả không phải vướng gì cái nhà này kia nữa. Nhưng mà nhà này chưa hoàn thiện xong, nhưng mà hoàn thiện xong mất vài trăm triệu nữa cơ. Còn thiếu cánh cửa mới sơn súng các kiểu nữa, điều hòa các kiểu nữa. Thế mày có ăn cái gì thì kia phải tốt với tao. Tao là tao chỉ muốn là mày bỏ thằng chồng mày đi theo tao thôi. Tao không, mày muốn, tao không muốn mày về ở mấy thằng chồng nó khổ sở đến thế không. Chị Nhi không đồng ý mẹ, bạn độ xong đập chết mẹ thằng chồng Nhi. Mày đồng ý không? Không, mày không nghĩ tao sao tao tặng thằng chồng mày. Mày đi không? Mày đe dọa thế này à? Ừ, tao đe dọa mày luôn. Quá mày quá chồng mày đi. Tao đi cái nhà này không của mày. Quá thằng chồng mày đi. Thế Nhi cứ về đi ở, Nhi bỏ thằng chồng bỏ cái nhà kia đi. Quá thằng chồng mày, tao để tao hoàn thiện xong tao quán mày về đây ở luôn. Đằng nào lợ là cũng trả xong hết được đúng không? Ừ. Mày em thắng hả? Thế nghe là mày đạt. Tao là ông chủ mấy đạt của mày. Mày đến thế nhỉ? Mày là đẹp đó. Có theo không? À, có bỏ thằng chồng không? Mày sơn biết tao mày cũng sơn xin để hoàn thiện nốt cái nhà này. Thật mà. Tao buông em đi. Nhà cực đẹp luôn. Tự nhiên mày bỏ được tiền xây nhà cho tao. Ừ. Tìm thế đéo vào được. Tất cả nhà tao để cho mày thắng ở nhà kia để nó đánh đập. Tự nhiên mày tốt tao đi. Tao lúc nào là tốt. Ngoài sơn biết lúc nào là tốt chứ lúc tao xấu rồi. Tin được. Tin. Nhưng sao mày mỗi ba ngày mày uống rượu rồi mày đập tao một lần. Điên, nếu mà mày ở đây rồi thì nhà của mày tao vào thì tao phải có ý kiến mày làm đi không? Nó xây cho chị Nhi, nó dùng hết tiền nó xây chị Nhi. Ừ, cho em đi. Thật. Giấy tờ không? Tao có những cái giấy tờ đã được. Bây giờ tao nghe là tao. Mày cứ bỏ thằng chồng mày đi, rồi mày đi theo tao thì tao đưa mày đi làm luôn. Thằng Độ nó hứa nó làm chính hiệu. Nó hứa là tao làm được. Không, tao nhìn là mày ra nó chưa có tí nào này. Tao thề, nếu mà mày về mày cố gắng có ăn chồng càng sớm càng tốt để tao hoàn thiện nốt cái nhà này. Cái nhà này là của mày với thằng Thắng. Hai anh em mày ở đây không thể nhờ nó. Nhưng mà sao tự nhiên mày lại giúp tao? Tao cũng tò mò sao tự nhiên mày lại giúp tao? Thì tao thấy thương thằng Thắng ở đây nó hay bị thằng chồng đánh tao. Thằng Thắng phải đưa Thắng làm sao mày bắt tao bỏ. Thế chẳng lẽ thì đã cho chị em mày ở xa nhau rồi. Thế không được. Mày quyết định là xây nhà này cho hai anh em này. Thế nhớ bây giờ mày không thể làm cái nhà này không? Đúng không? Mày biết là mày ăn trời ấy. Mày tự ra cái tao mày làm cái gì? Quá trời cả mày cứ tao tới tặng mày gần cái nhà ấy mà. Đúng không? Bây giờ mày tạo hẳn cái nhà này làm gì không? Tao không muốn chị em mày sống với thằng kia. Nên tao mới quyết định là cái này sao rồi vậy? Mày làm gì? Anh em bây giờ đi chưa?
Em đi chắc gì hết. Em quay đuổi đấy. Nếu em bảo em quay bạn biết đéo đâu được. Thôi đi vào, đi vào, đi vào. Đi vào nhà anh đuổi mẹ. Đi vào luôn. Mày đi, tao không có tiền nhưng mà tương lai về sau tao sẽ xây cái nhà to gấp 3 đi. Tao thà. Mày hỏi đi thì biết cái động lực của tao bây giờ là rất lớn nào. Em đuổi thì đi thôi. Sao đi bảo lễ không ai ở nhà mà. Đi đéo được, chú ý đâu ra. Nhưng mà nếu mà tao tạo mày cái nhà, mày có bỏ thằng chồng mày theo tao không? Ủa, mày ăn tìm cái thằng này. Giờ lại về cái thằng chồng gì? Đúng rồi, chị Nhiêu, đúng rồi, chị Nhiêu tính lắm. Nó tính lắm đi, nó vẫn nãy nó còn bảo bạn là phải đưa giấy tờ nó mới tin. Có tính đẹp dai, nhưng mà không biết là ví dụ mà có thật không biết nó bỏ chồng nhỉ? Chắc bỏ ấy, bạn nghĩ bạn bánh bao đẹp dai đấy. Thế mai bạn xây nhà. Mai xây nhà nhá. Ừ. Thiếu tiền bảo bạn là cho vay. Đợi cho bạn vay 5 triệu nhá. Bạn tao đi vay 3 triệu để đi đồ mái. Thôi chả ở đây. Bao giờ đi chả ở đây đi rồi. Đi về nhục vậy. Thế mà cày. Không phải là bạn lừa rồi. Tí nữa, tí hôn rồi. Thôi đi về. Tôi chào tất cả anh em, bye bye. Đi về. Em tô bạn đi chơi đi. Thôi xe hàng xóm. Thôi đội đừng cãi nắp rồi. Nóng xe. Thôi đi về.